Đừng làm quên lại nữa, nếu có
trường đất vừa sư lưu ly quang như lai thầy nhân ác mộng mắt tướng và những điều xấu ấy thấy điều âm hết không còn phải lo sợ gì nữa nếu gặp tai nạn nguy hiểm như nạn nước lửa gươm đau thuốc độc và các cầm thú dữ gây sự sợ hãi như voi sư tử cọp sói gấu rắn độc bò cạp rít sơn lằn môi mà hết lòng nhớ niệm và cung kính cung dường đức Phật giữa sư thì được thoát khỏi những sự sợ hãi ấy hoặc nếu bị đức khác xâm lăng nhiều ngày trộm cướp rối loạn mà nhớ niệm và cung kính đức Phật giữa sư thì cũng được thoát khỏi những nạn ấy lại nữa mạng thù thất lời nếu có thiện nam tín nữ nào từ khi phát tâm thọ giới cho đến ngày chết không thờ những vị trời nào chỉ một lòng mày nương theo Phật pháp tăng thọ trì giới cấm hoặc năm giới mười giới Bồ Tát mười giới trọng 48 giới kinh tỳ kheo 250 giới tỳ kheo ni 348 giới nếu có ai vi phạm những giới pháp đã thọ sợ đó vào ác tu hệ duyên niệm và cung kính cung dường đức Phật dược sư thì quyết định không bỏ tánh vào trong ba đường ác lại nếu có người phụ nữ nào đương lúc sanh sản phải chịu sự cực khổ đau đớn mà xưng danh hiệu lễ bái và hết lòng cung kính cung dường đức Phật dược sư thì khỏi những sự đau khổ ấy mà sanh con ra cũng được vuông tròn tướng mạo đoan trang lợi căn thông minh an ổn ít bệnh hoạn ai thấy cũng vui mừng và không bị quỷ cướp đò tinh khí lúc ấy đức Thích Ca cũng bảo ông Ma Nan rằng ngày theo như ta đã xưng dương những công đức của Phật vừa sư lưu ly quang như lai đó là công hành rất sâu xa của chư Phật có hiểu đâu được vậy người có tin chăng ông Ma Nan bạch Phật bạch Đức Thế Tôn đối với cái kinh của Như Lai nói không bao giờ con sanh tâm nghi hoặc vì sao vì những nghiệp thân khẩu ý của các Đức Như Lai đều thanh tịnh bạch Đức Thế Tôn mặt trời mặt trăng có thể rơi xuống núi diệu cao có thể lay động nhưng những lời của chư Phật nói ra không bao giờ sai được bạch Đức Thế Tôn nếu có những chúng sanh nào tính căn không đầy đủ nghe nói đến những công mạnh xấu xa của chư Phật thì nghĩ rằng làm sao chỉ niệm danh hiệu của một đức vừa sư lưu ly quang như lai mà được nhiều công đức đắng lợi ngần ấy vì sự không tin đó trở sanh lòng quy bán nên nó phải mất nhiều điều lợi ích mãi ở trong cảnh đêm dài tâm tối và lại còn bị đỏ lạc trong các đường ác thú lưu chuyển không cùng Phật lại bảo ông Ma Nan nhận chúng hộ tình ấy nếu nghe danh hiệu đức dược sư lưu ly quang như lai chí tâm đó thì không sanh lòng nghi hoặc mà đỏ vào ác thú thì thật là vô lý vậy này A Nan đó là công hạnh rất sâu nhiệm của chư và có tin có hiểu mà nay ngươi lãnh tỏ được thì biết rằng đó là nhờ quái lực của Như Lai vậy này A Nan tất cả các hàng kinh văn độc giác và các bậc Bồ Tát chưa lên đến bậc sơ địa đều không thể tin hiểu
Phật kia không khi nào nói cho hết được. Lúc bấy giờ trong chúng hội có một vị Đại Bồ Tát tên là Cứu Thoát, liền từ chỗ ngồi đứng dậy ven ly để bài vai bên hồ gối bên mặt quỳ sát đất cuối mình chắp tay bạch Phật rằng bạch Đại Đức Thế Tôn. Đến thời kỳ tượng Pháp có những chúng sanh bị nhiều hoạn nạn cũng có tật bệnh luôn luôn thân hình gầy ốm ăn uống không được, môi cổ khô rang mắt thấy đen tối thương chết hiện ra cha mẹ bà con bè bạn quen biết dây quanh khóc lóc thân người bệnh vẫn còn nằm đó mà đã thấy sư già đánh dần thần đức đem lại trước mặt vua Diêm Ma Pháp Vương rồi liền khi ấy vị thần cầu xanh đem sổ ghi tội phước của người đó dựng lên vua Diêm Ma lúc mấy vua quan hỏi rồi cây tính những tội phước của người kia đã làm mà sư đoán. Nếu trong lúc đó những bà con quen biết vì người bệnh này quy y với đức dừa sư lưu ly quán như lai và thánh chúng tăng đọc tụng kinh này đốt đèn bái thần treo thần khoan tục mạng năm sách thì hoặc liền trong lúc mấy hoặc trải qua bảy ngày 20 ngày 35 ngày 49 ngày thần thức người kia đưa trở lại như vừa tỉnh giấc chim bao tử mình nhớ biết những nghiệp lành nghiệp dữ và sự quả báo đã còn bởi chính đã rõ thấy nghiệp bao như vậy nên giàu có gặp phải những tai nạn nguy hiểm đến tánh mạng cũng không dám tạo những nghiệp ác như vậy nữa. Vậy nên những tịnh tinh thiện nam tinh nữ đều phải một lòng bỏ trì danh hiệu và tùy sức mình cung kính cung dường đất dừa sư lưu ly quan như lai. Lúc bây giờ ông A Nan hỏi Cứu Thoát Bồ Tát rằng này thiện nam tử nên cung kính cung dường đất dừa sư lưu ly quan như lai như thế nào? Còn đèn và khoan tục với mạng phải làm cách sao? Cứu Thoát Bồ Tát nói đưa Đại Đức, nếu có người bệnh nào muốn cõi bệnh có thì quyến thuộc hồn phải thọ trì tám phần trai giới trong 7 ngày 7 đêm tùy theo sức mình sắm sửa đồ ăn uống và các thứ cần dùng các cúng dường chứ tăng ngày đêm 6 thời lễ bái cúng dường đức dược sư lưu ly quan như lai đọc tụng kinh này 49 miếng và thắp 49 ngọn đèn lại tạo bãi hình tượng đức dược sư. Trước mỗi hình tượng đây bãi ngọn đèn mỗi ngọn lớn như bánh xe đúc luôn trong 49 ngày đêm đừng cho tắt. Còn cái thần phán thì làm bằng hàng ngũ sắc bề dài 49 gang tay và phải phóng sanh 49 đứa loài vật thì người bệnh ấy qua cõi ách nạn không còn bị quánh từ và bị các loài quỷ nhiễu hại lại nữa. Nên nếu trong dòng sát đế lại có những vị quốc vương đã làm lễ quan đánh mà gặp lúc có nạn nhân dân bị bệnh dịch bị nước khác xâm lăng bị nội loạn hay bị nạn tinh tú biến ra nhiều thiềm quái dị nạn nhật đợt nguyệt đợt mưa gió cháy nguồn hay bị nạn qua thời tiết không mưa thì lúc mấy các vị quốc vương kia phải đem lòng từ bi thương xót tất cả chúng hữu tình này ân xá cho tội nhân bị giam cầm rồi y đeo pháp cung
của đức dược sư khiến trong đức liền được an ổn, mưa hòa gió thuận lúa tóc được mùa, tất cả chúng hữu tình đều vui vẻ không bền hoàn. Không có thần dược xóa bão ác não hại lê dân, tất cả ác tướng ấy đều ẩn mất, và các vị quốc vương kia được sống lâu sức mạnh. Không bệnh hoạn mọi việc đều tìm lợi ích này, a nan nếu các hoàng hậu hoàng phi công chúa thái tử vương tử đại thần phụ tướng đệ nữ trong cung ba quan và thứ dân, mà để bệnh có cùng những ách nạn khác thì cũng nên tạo lập thần quan năm sắc. Trong đèn sáng luôn phóng sanh các loài vật trải qua đủ sắc đúc ca, cứ dân hương để cung dường đức Phật dược sư đầy được lành bệnh và thoát khỏi các tai nạn. Lúc mấy ông ma nan hỏi cô thất bồ tát rằng điện nam tử tại sao cái mạng đã hết mà còn sống thêm được, cứ tốt Bồ Tát nói này đại đức không nghe Như Lai nói có chính tư hoành tử hay sao, vậy nên ta khuyên người làm phan và đèn tục mạng tu các phước đức, và nhờ tu các phước đức ngay nên suốt đời không bị khổ sở hoàn nàn. Ông ma nan hỏi chính tư hoành tử là những thứ chi, cứu thất bồ tát trả lời một là nếu có chúng hữu tình nào bị bệnh tuy nhàn, nhưng không thầy không thuốc không người săn sóc hay già, có gặp thầy lại cho uống làm thuốc nên bệnh không đang chết mà lại chết nhanh, lại đang lúc bên mà tính theo những thuyết quả phước vu vơ của bọn tà ma ngoại đạo yêu nghiệt, trong đời sanh lòng run sợ không còn tự chủ đối với sự chân chánh, đi bói qua để tìm hiểu mối quả rồi giết hại loài vật để đấu với thần minh vai vàng cùng vong lượng để cầu xin ban phước, mong được sống lâu nhưng rất cuộc không đại nào được, bởi si mê lầm là kinh theo tà kiến điên đảo nên bị hoành tử đó vào địa ngục, đời đời không ra cõi hay là bị phép vua tru lục, ba là xa đắm sự chơi bời săn bắn đam mê tử sắc buông lung vô đường, bị loài quỷ đoạt mất tinh khí bung, là bị chết tiêu năm, là bị chết đắm sao, là bị các thú dữ ăn thịt bãi, là bị xa từ trên núi cao xuống, tám là bị chết vì thuốc độc em đối rùa ngập trù éo, và bị quỷ tử đi làm hại, chính là bị đói khát không có mà chết. Đó là chính tứ hoành tử của Như Lai nói, còn những tứ hoành tử rất nhiều vô lượng không thể nói hết được lại nền. A nan của Diêm Ma kia là chủ lành ghi chép sổ bộ tên tôi tội phước trong thế gian, nếu có chúng hữu tình nào ăn ở bất hiếu, ngộ nghịch quỷ nhục ngôi tam bảo phá hoại phép vua tôi, quỷ phạm điều cấm giới thì vua Diêm Ma pháp vương tùy tội nặng nhẹ mà hành phạt. Vì thế ta khuyên chúng hữu tình nên đắp đèn làm phan phóng sanh tu phước kiếm coi được các cổ ấp cõi gặp những tai nạn. Lúc bấy giờ trong hàng đại chúng có 12 vị vừa xóa đại tướng đều ngồi trong hội như cung tỳ la đại tướng, và chiếc la đại tướng mê suy la đại tướng an đệ la đại tướng ác nay la đại tướng sang đệ la đại tướng nhân đại
mười hai vị đại đức này mỗi vị đều có bảy ngàn giữa xa làm viên thuộc đồng cất tiếng bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay chúng con nhờ quay lực của Phật mà được nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, không còn tâm sợ sệt trong các đường ác tu nữa. Chúng con cùng nhau đồng một lòng trọn đời quy y Phật, Phật tăng thầy sẽ gánh vác cho chúng tu tình, làm việc nghe lời đưa đến sự nhiều ít an vui. Tùy nơi nào hoặc làng xóm thành nước, hoặc trong rừng cây vắng vẻ, nếu có kinh này lưu bố đến nay, có người đó trì danh hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và cung kính cúng dường ngài, thì chúng con cùng quyến thuộc đồng hộ vệ người ấy thoát khỏi tất cả các ấp nạn, và khiến họ mong cầu việc chi cũng đều được thỏa mãn. Nếu có ai bị bệnh hoạn có ích muốn cầu cho khỏi, thì cũng nên đọc tụng kinh này và lấy chỉ ngũ sách đức danh tự chúng con. Khi đã được như lòng mong cầu thì mới mở lúc ra. Lúc nay Đức Phật Thích Ca khen các vị vừa xó đại tướng rằng: Hay thay, hay thay, đại dược xó tướng, các ngươi nghĩ muốn bảo đáp ơn đức của Phật vừa xứ Lưu Vi Quang, nên mới quát nguyện làm những việc lợi